Hôm qua ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Quan Quy Linh, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, 1 năm 6 tháng tù, về tội vi phạm quy định về nhập cảnh. Theo cáo trạng tháng 9 năm 2019, Quang Quy Linh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm việc, bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện xử phạt và trục xuất về nước. Sau đó, thông qua mạng xã hội quy quy của nước này, Quan Quy Linh quen với đối tượng chưa rõ lai lịch, rủ sang Việt Nam chơi chứng khoán bất hợp pháp qua mạng internet với mức lương hứa hẹn là 5.000 nhân dân tệ một tháng và bị cáo đồng ý. Đầu tháng 11 năm 2019, Quan Quy Linh nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng và được sắp xếp ở nhiều nơi trên địa bàn quận Sơn Trà. Đến tháng 8 năm 2020, Quan Quy Linh và ba người cùng nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ. Cũng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đề nghị làm rõ thêm các đối tượng trong đó có hai người Việt Nam hỗ trợ cho bị cáo ở tại Đà Nẵng trong thời gian dài.